Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sẽ lựa chọn tứ trụ tại đại hội 13 sắp tới như thế nào? Tại hội nghị 12, 19 ủy viên ban chấp hành trung ương đã được bầu vào bộ chính trị bao gồm 3 nữ. Sau đó ủy viên bộ chính trị đình là thằng đã bị loại trừ và chủ tịch Trần Đại Quang từ trần. Trong số 17 ủy viên còn lại, 8 người đã quá tuổi 65 và do đó sẽ nghỉ hưu bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Trương Hòa Bình. Danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu có thể giảm mất hai người. Đinh Thế Huynh vì bệnh và Hoàng Trung Hải vừa bị kỷ luật. Ngoài ra còn có tin đồn chưa được kiểm chứng là Võ Văn Thưởng, người trẻ nhất trong Bộ Chính trị hiện nay đang ở độ tuổi 49 cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ này vì lý do cá nhân. Các vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ tới chỉ có thể được bầu chọn từ những ủy viên còn lại đáp ứng tiêu chuẩn thuộc Bộ Chính trị. Những người đã phục vụ đủ một nhiệm kỳ, vì vậy chỉ còn lại 6 người trong Bộ Chính trị, 5 nam và một nữ không bao gồm Võ Văn Thưởng. Những người đáp ứng tiêu chuẩn cho việc bầu chọn vào các vị trí lãnh đạo hàng đầu bao gồm Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh và Nguyễn Văn Bình. Quá trình lựa chọn cuối cùng cho bốn vị trí hàng đầu sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quy định của Đảng, quy định về ngoại lệ, thông lệ của Đảng rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc và phải có đại diện nữ theo quy định 214, Tổng Bí thư cần phải có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ các lãnh đạo cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ, các cán bộ cấp chủ chốt. Tổng Bí thư phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành, trung ương, tham gia bộ chính trị ít nhất một nhiệm kỳ trở lên. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021 chỉ khoảng vài tháng nữa tính từ thời điểm này thì vào còn khoảng hơn nửa năm nữa thì thời gian còn lại trong năm nay sẽ là khoảng thời gian cho một loạt các cuộc họp để hoàn tất các kế hoạch cho đại hội bao gồm cả việc lựa chọn đại biểu và các ứng viên cho ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam vấn đề đáng quan tâm chính là ai sẽ là người lãnh đạo việt nam trong tương lai ai sẽ là Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp tới đây. Giáo sư Cả Thê Ơ là giáo sư danh dự và là giảng viên thỉnh giảng của Trường Nhân văn và Khoa học xã hội, Đại học New South Wales, Đại học Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra có bài viết dưới đây. Ban chấp hành Trung ương vừa có hội nghị 10 thứ 12 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua ưu tiên việc hoàn tất các quy định liên quan đến các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự, bộ chính trị sẽ xem xét những ý kiến và các bước quan trọng trong quá trình lựa chọn người lãnh đạo tại hội nghị 13 diễn ra vào cuối năm nay. Vậy những lãnh đạo Việt Nam thường được gọi là tứ trụ được chọn lựa ra sao? Câu trả lời phức tạp vì nó liên quan đến các quy định hiện hành và quá trình lựa chọn nhiều bước ban chấp hành trung ương hiện thời sẽ đưa ra một danh sách các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong ban chấp hành trung ương do bộ chính trị chuẩn bị bao gồm cả những đề nghị cho những người được đề cử để xem xét cho bốn vị trí lãnh đạo quá trình bầu chọn sẽ được tiến hành như sau các đại biểu của đảng từ các tỉnh thành quân đội và các quan chức đang nắm giữ các vị trí cấp Quốc gia, trong Đảng và chính quyền trung ương sẽ bỏ phiếu cho một danh sách các ứng cử viên đã được ban chấp hành trung ương khóa hiện tại chấp thuận. Sau khi ban chấp hành trung ương khóa mới được bầu chọn, các ủy viên của ban sẽ bầu chọn các người được đề cử cho các vị trí trong bộ chính trị bao gồm cả việc lựa chọn một trong những ủy viên của ban làm tổng bí thư mới. Sau đại hội 13, tổng bí thư sẽ triệu tập một cuộc họp của Đảng bộ chính trị để quyết định giao công việc cho các ủy viên, bao gồm cả việc ai là người sẽ được chọn làm chủ tịch, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Những cái tên của những người được đề cử sẽ được đưa ra quốc hội để phê duyệt chính thức. Các quy định và thông lệ của Đảng yêu cầu các ủy viên bộ chính trị những người có tuổi đời quá 65 hoặc đã phục vụ hai nhiệm kỳ phải nghỉ hưu. Chỉ thị số 35 CT trên TVK được Bộ Chính trị ban hành xác định năm 2020 là hạn để quyết định độ tuổi hợp lệ cho các ứng viên cho một trong bốn vị trí tứ trụ. Các cá nhân được lựa chọn cho một trong bốn vị trí tứ trụ phải phục vụ đủ một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị và phải đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến công việc cụ thể của họ. Quyết định của Đảng cho phép miễn trừ tiêu chuẩn tuổi nghỉ hưu đối với những trường hợp ngoại lệ Thông lệ của Đảng đã cho phép duy nhất một trường hợp ngoại lệ trong quá khứ đối với vị trí Tổng Bí thư. Và theo quy định 214 của Đảng tháng 2 năm 2020, chỉ có Ban chấp hành Trung ương mới có quyền phê duyệt những ngoại lệ. Tuy nhiên, có một nhân tố phức tạp do Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời, Đảng đã đồng ý cho phép Tổng Bí thư Chủ tịch nước kiêm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch nước. Đây là một quyết định chưa từng có. Ông Trọng sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn tất nhiệm kỳ của mình vào tháng riêng năm 2021. Với tuổi tác và sức khỏe của mình, rất khó có khả năng ông Trọng sẽ ở lại vị trí chủ tịch nước. Nhiệm kỳ thứ hai, tam trụ sẽ trở quay trở lại với vị trí tứ trụ. Đó là những dự đoán của chúng tôi về khả năng ông Trọng sẽ về hưu vào năm 2021 tới đây. Nhưng đó chỉ là dự đoán. Còn ông Trọng là một kẻ tham quyền cố vị thì không biết ông ta có còn tiếp tục với hai chiếc kế quyền lực nhất của mình hay không? Ai sẽ đủ tiêu chuẩn được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo? Tại đại hội 12, 19 ủy viên mà chấp hành trung ương đã được bầu vào bộ chính trị bao gồm 3 nữ. Sau đó ủy viên bộ chính trị Đinh là Thăng đã bị khai trừ và chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Trong số 17 ủy viên còn lại, 8 người sẽ quá tuổi 65 và do đó sẽ nghỉ hưu bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Hòa Bình. Danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu có thể giảm mất hai người, đó là Đinh Thế Huỳnh bị bệnh và Hoàng Trung Hải mới bị kỷ luật hồi đầu năm. Ngoài ra có tin đồn chưa được kiểm chứng là Võ Văn Thưởng, người trẻ nhất trong bộ chính trị hiện đang ở độ tuổi 49 cũng sẽ nghỉ hưu vào nhiệm kỳ vào cuối nhiệm kỳ này vì lý do cá nhân. Các vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới chỉ có thể được bầu chọn từ những ủy viên còn lại đáp ứng tiêu chuẩn thuộc Bộ Chính trị. Những người đã phục vụ đủ một nhiệm kỳ, vì vậy chỉ có 6 người trong Bộ Chính trị, 5 nam và một nữ không bao gồm Võ Văn Thượng. Những người đáp ứng tiêu chuẩn cho việc bầu chọn vào các vị trí lãnh đạo hàng đầu bao gồm có Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh và Nguyễn Văn Bình. Quá trình lựa chọn cuối cùng cho bốn vị trí hàng đầu sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quy định của Đảng. Quy định về ngoại lệ, thông lệ của Đảng rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc có lý luận và phải có đại diện là nữ. Theo quy định số 214, Tổng Bí Thư cần phải có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ các lãnh đạo cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ cấp chủ chốt, Tổng Bí Thư phải kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí Thư, tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương tham gia bộ chính trị ít nhất một nhiệm kỳ trở lên. Với chức danh Tổng Bí Thư, nếu một ngoại lệ được chấp thuận thì có khả năng cao là ngoại lệ sẽ cho trường hợp ông Trần Quốc Vượng và ông ta sẽ là Tổng Bí Thư tiếp theo vì lý do kinh nghiệm. Ông Vượng có kinh nghiệm ở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan trung ương đảng nơi ông là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương 2011, Ban bí thư từ năm 2013 và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng năm 2016, thường trực Ban bí thư từ tháng 3 năm 2018. Ông Trần Quốc Vượng sinh ở Thái Bình, ông là cánh tay phải của ông Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra. Tuy nhiên, có một nhân tố cần phải xem xét đó là tuổi của ông Vượng và sức khỏe của ông. Ông Vượng sẽ 67 tuổi vào năm 2021 và 72 tuổi vào đại hội 14. Liệu ông ta sẽ là tổng bí thư một nhiệm kỳ hay cũng giống như ông trọng nghỉ hưu ở độ tuổi 76. Được cho thêm một ngoại lệ và nghỉ hưu ở độ tuổi 77. Còn với chức danh thủ tướng, vị trí thủ tướng thường rơi vào phó thủ tướng phụ trách kinh tế. Tuy nhiên, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệm kỳ 2007-2016 đã bị loại vì bị kỷ luật hồi đầu năm 2020. Trong số 6 người còn lại có độ tuổi 65, hai người có khả năng được chọn gồm Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng từ năm 2016 và hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Dường như đáp ứng được tiêu chuẩn lựa chọn và Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế trung ương. Một lựa chọn có thể khác là tái cử của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, người đã phục vụ một nhiệm kỳ. Ông Phúc sẽ 66 tuổi vào đại hội 13 diễn ra vào đầu năm 2021 và vì vậy nếu tái cử ông phải chấp Thuận là ngoại lệ. Còn với chức danh chủ tịch nước, nếu Vương Đình Huệ được chọn làm thủ tướng, 5 người còn lại sẽ là ứng viên tiềm năng cho vị trí chủ tịch nước. Tiêu chuẩn cho vị trí này bao gồm kinh nghiệm sâu trong chính phủ, vì vậy có hai ứng viên có thể cho vị trí này đó là Tô Lâm và Phạm Bình Minh. Tô Lâm hiện là Bộ trưởng Bộ Công an, có thể theo bước người tiền nhiệm là Trần Đại Quang, trong là người từng là Bộ trưởng Công an trước khi là Chủ tịch nước. Phạm Bình Minh người sẽ hoàn thành hai nhiệm kỳ ở chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và sẽ rời khỏi vị trí này. Sự nghiệp của ông Minh gắn với Bộ Ngoại giao và là Phó Thủ tướng. Ông Minh người nói thạo tiếng Anh được coi là một ưu điểm điểm được biết đến trên trường quốc tế. Còn với ghế Chủ tịch Quốc hội, nếu những vị trí nói trên đã tìm được người thì sẽ còn lại 5 ủy viên Bộ Chính trị còn lại đủ tiêu chuẩn để chọn vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Bây giờ câu hỏi về đại diện nữ giới được đặt vào chỉ là một lựa chọn đó là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận trung ương. Một khả năng khác là tái bổ nhiệm đương kim chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người đã phục vụ đủ một nhiệm kỳ nhưng bà Ngân sẽ ở độ tuổi 66 vào đại hội 13 vào đầu năm 2021 và để được tái bổ nhiệm bà Ngân sẽ cần được chấp thuận là trường hợp ngoại lệ. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị như đã đề cập ở trên đại hội 13. Xin lỗi các bạn, đại hội 12 đã bầu chọn 19 ủy viên bộ chính trị. Con số này đã giảm xuống còn 14 do có người mất, người bị khai trừ và người bị bệnh. Nếu 8 người còn lại phải nghỉ hưu do quá tuổi 65 sẽ chỉ còn 6 người cho 4 vị trí cao nhất. Điều này gợi ít nhất một người quá tuổi 65 sẽ vào cho là ngoại lệ. Kể từ đại hội 4 vào năm 1976 số lượng con số ủy viên bộ chính trị từ khoảng 13 đến 19, con số trung bình là 16 người và theo một số đảng viên thì đây là không bền vững vì sẽ có khả năng về ngang bằng phiếu bầu. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với một quyết định chính về chuyển giao thế hệ, số lượng người trong bộ chính trị vẫn được giữ ở con số 19, điều này có nghĩa là 12 người mới sẽ được bầu vào, nếu con số trong bộ chính trị giảm xuống còn 15 người, 8 người mới sẽ được bầu vào nhân tố Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc theo dõi chặt chẽ hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ. Đại sứ Trung Quốc và các nhân viên cao cấp của đại sứ Trung Quốc đã nói với Việt Nam về những lựa chọn của họ cho các vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này thường được làm dưới hình thức gợi ý để chỉ ra rằng có một lãnh đạo quá thân Mỹ, trường hợp Phạm Bình Minh trong quá khứ. Hoặc không thiện cảm với Trung Quốc. Vậy Trần Quốc Vượng đứng đầu trong quan hệ với Trung Quốc. Đánh giá dựa vào tiểu sử của ông Vượng kể từ khi ông trở thành thường trực Ban Bí Thư vào tháng 3 năm 2018 và là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Quan điểm của ông Vượng có thể được miêu tả là thực tế và thống nhất với khuôn khổ chính sách của đảng là hợp tác và đấu tranh. Ví dụ vào tháng riêng năm 2020, ông Vượng đã tiếp trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Việt Nam và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Ông Vượng đề nghị các bộ, ngành và địa phương cả hai nước tăng cường hợp tác thực tế và hiệu quả trên mọi lĩnh vực để chào mừng ngày kỷ niệm. Ông nói rằng Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu thêm các trao đổi hợp tác có lợi cho người dân hai nước. Tuy nhiên, hơn cả lời nói lịch sự, ông Vượng đã nói đến những khó khăn và nhiều thách thức mà hai nước đang đối mặt. Ông kêu gọi sự phát triển của các mối quan hệ truyền thống theo cách có hiệu quả, bền vững và lành mạnh. Đồng thời gợi ý rằng hai bên nên bắt tay để tìm ra các giải pháp thỏa đáng để giải quyết hợp lý những bất đồng qua các biện pháp hòa bình theo luật quốc tế. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam vừa lên tiếng trên truyền thông Ngày sau hội nghị ban chấp hành trung ương 12 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm 14 tháng 5 năm 2000 cho rằng ban lãnh đạo Đảng này cần công khai hóa dự kiến quy định kế hoạch nhân sự cấp cao cấp trung ương để nhân dân được biết. Muốn đo được sự tín nhiệm của nhân dân thì phải có cơ chế như vậy và như việc cần thiết công khai quy hoạch nhân sự trung ương Báo mạng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 15 tháng 5 dẫn ý kiến của ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói Lựa chọn cán bộ thì phải dựa vào hoạt động thực tiễn của họ ở một ngành, lĩnh vực hay một địa phương cụ thể chứ không phải đưa ra những tiêu chuẩn chung chung. Cán bộ tốt thì sẽ buộc bộc lộ được những phẩm chất tốt cũng như thể hiện bằng trình độ, năng lực thực tiễn trong giải quyết công việc, tác động tích cực đến đời sống nhân dân, đến lĩnh vực được phụ trách. Ông Vũ Trọng Kim được chuyên mục chính trị của VOV trích lời nhấn mạnh. Hội nghị Trung ương, ương 12 vừa bế mạc tại Hà Nội tập trung vào công tác nhân sự và kế hoạch cán bộ địa phương và các phương án nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới Đại hội 13 của Đảng này dự kiến sẽ tổ chức vào đầu năm tới. Hai nguồn thạo tin tại Việt Nam cho phóng viên biết Hội nghị Trung ương 12 chưa bàn đến ứng viên cho bốn chức danh cao nhất đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị đã bổ sung thêm danh sách 40 người được quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương khóa sau theo hai nguồn này. Đồng thời, hội nghị đã lấy phiếu thăm dò 87 ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-2016-2021, đương nhiệm đủ điều kiện tái cử làm cơ sở để cử vào Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một người khác giấu tên cho rằng đã có sơ bàn về tứ trụ chứ không phải là không bàn vì chẳng hạn bàn phương án nhân sự cho chức chủ tịch nước thì ông bộ trưởng bộ công an và ông bộ trưởng bộ ngoại giao đã được dự kiến. Người này nhận định hội nghị đã bổ sung danh sách 30 người để lấy phiếu chọn 24 người quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa sau. Để quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa sau thì quy hoạch cho số mới là hơn 80 người. Đứng đầu danh sách theo nguồn này sau khi lấy phiếu là ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Có thể thấy mặc dù đã giữa năm 2020 nhưng việc lựa chọn các chức danh cao nhất trong đảng vẫn chưa xong nhìn lại trước đại hội 12 năm 2016 người ta thấy phải đến sát đại hội công việc nhân sự mới ngã ngũ. Hồi năm 2016 ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng ban tổ chức trung ương kể lại trên báo chí. Đến trung ương 13 lại bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí ủy viên trung ương đủ điều kiện tiêu chuẩn để tái cử khóa 12. Rồi trung ương xác định những trường hợp nào là trường hợp đặc biệt Cuối cùng đến Đại hội 14 đến hội nghị 14 Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí có thể giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với số phiếu rất tập trung. Hôm 15 tháng 5 từ Việt Nam một nguồn quan sát chính trị Việt Nam không muốn tiết lộ danh tính đưa ra một số bình luận. Thực tế ông Nguyễn Phú Trọng nắm tiểu ban nhân sự đại hội nhưng không chắc ông có thể nắm luôn trong tay đến khi có đại hội. Các ủy viên tiểu ban khác bề ngoài có thể tỏ ra thống nhất, nghe ông phán bảo nhưng bên trong có thể họ có kế hoạch riêng của mình. Có ý kiến nói khó nhất là chọn tổng bí thư. Vì sao tổng bí thư có thể tuyên bố từ bỏ đường lối một cách bất ngờ, do đó họ sẽ chọn ứng viên tin cậy nhất. Đại hội 12 là một ví dụ. Do đó, không đơn giản chuyện chọn tứ trụ mà trong tứ trụ cần có đồng thuận cao nhất giữa tổng bí thư và thủ tướng chính phủ. Tiếp tục đề cập bên phía cạnh nhân sự hậu hội nghị Trung ương 12 các ý kiến quan sát bày tỏ với BBC tiếng Việt. Theo những gì được biết, dù phải đợi tới đại hội 13 sẽ rõ hơn, 8 ủy viên Bộ Chính trị có năm sinh từ năm 1957 về sau sẽ ứng cử khóa 13, cộng một trường hợp đặc biệt quá tuổi sẽ làm Tổng Bí Thư. Ba ứng cử viên Tổng Bí Thư được nhắc tới nhiều đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng khoảng 80 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa này sẽ ở lại khóa 13, số bầu mới sẽ có khoảng 80 ủy viên. Ghế tổng bí thư nếu như ông Trần Quốc Vượng được lựa chọn vào thay thế thì các ông như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân có thể phải nghỉ hưu. Nhưng biết đâu hội nghị 13 hoặc 14 sẽ lại bầu cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Như thế Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể có nữ tổng bí thư đầu tiên, hãy để xem khả năng đó xem sao và bên cạnh các khả năng khác Chẳng hạn như cũng có một số dấu hiệu được cho là người ta đang nghiêng về chọn ông Nguyễn Xuân Phúc làm Tổng Bí Thư và rằng trong trường hợp đó có thể ông Vương Đình Huệ hiện là Bí Thư Thành ủy Hà Nội sẽ có thể làm Thủ tướng mà không phải đợi thêm vài năm kinh nghiệm ở Thành ủy thành phố Hà Nội. Ý kiến của nhà phân tích không muốn tiết lộ danh tính này đã nói với phóng viên hôm thứ Sáu. Tuy nhiên một mong muốn mà nhiều nhà quan sát nói với phóng viên hôm 14 tháng 5 là Đảng Cộng sản cần đổi mới phương thức chọn lãnh đạo. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.